lễ trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2022 tại Tokyo, Nhật Bản. Vào ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Tokyo, các đảng viên Việt Tân ở Nhật Bản đã tổ chức lễ trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2022 mang chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc cho nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh. Giải thưởng này được thiết lập vào năm 2018 và được mang tên ông Lê Đình Lượng, một người yêu nước, đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước. Ông bị chế độ độc tài Cộng sản kết án 20 năm tù trong tháng 10 năm 2018. Trong phần diễn văn khai mạc, ông Lý Thế Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, đã ngỏ lời cảm ơn sự hiện diện của quan khách Nhật Bản cũng như các thân hữu đã đến dự buổi lễ. Ông có những lời phát biểu như sau. Trong lời mở đầu của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã viết như sau. Phẩm giá vốn có của các quyền bình đẳng, bất khả xâm phạm của tất cả những thành viên trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, của công lý và hòa bình của thế giới. Việc coi rẻ và vi phạm nhân quyền đã dẫn đến những hành động bạo tàn, xúc phạm đến lương tri của nhân loại và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi, không còn bị tra tấn, đó là nguyện vọng cao nhất của loài người ngày hôm nay. Những quyền con người phổ quát và bình đẳng này đã trở thành nền tảng phát triển và cải tiến của thế giới tự do. Và nhờ vậy mà ngày hôm nay, gần 3 tỷ người đang sống tại các quốc gia tự do dân chủ đã hưởng được đời sống tự do, hạnh phúc, phát triển lành mạnh và ổn định và đặc biệt nhân phẩm đầy tôn trọng. Riêng tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang tước đoạt những quyền căn bản nhất của con người, bất kể trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại, và họ đã vi phạm cả những cam kết mà họ đã ký để tôn vinh cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cách đây hơn 400 năm. Và đặc biệt hơn nữa là họ đã gia tăng đàn áp ở trong những bối cảnh gần đây với cái chiêu bài là đốt lò chống tham nhũng, nhưng thực tế đó là chống áp bên trong nội bộ và kể bên ngoài xã hội những ai dám lên tiếng để phản biện về những chủ trương đường lối chính sách của họ. Và chính vì lý do đó ngày hôm nay Việt Nam có thể nói là quốc gia nằm trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng trên thế giới. Ba tổ chức quốc tế đó là Freedom House, Phóng viên Không Biên Giới và đơn vị tình báo của tờ Economist đã kết án Việt Nam là một trong 6 quốc gia vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, gồm cả Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Myanmar và Nga. Và hiện nay, Việt Nam đứng hàng chót 138 trên 160 quốc gia về trọng tài dân chủ và phi dân quyền. Ông cho biết, giải thưởng muốn đề cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đang bị giam cầm hoặc đang tranh đấu để kêu gọi sự quan tâm của đồng bào cũng như dư luận thế giới về mối đe dọa Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, nhu cầu thúc đẩy nhận thức về viễn cảnh đe dọa của Trung Quốc cần phải trở nên cấp thiết hơn. Với chủ đề Bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc, lễ trao giải thưởng được tổ chức tại thủ đô Nhật Bản là nhằm tạo thêm những trao đổi với giới chức chính phủ Nhật Bản và các thân hữu người Nhật về những việc có thể cùng làm để tạo sự quan tâm của thế giới, giúp ngăn chặn các hành vi xâm lấn của Trung Quốc. Sau đó là phần phát biểu của giáo sư Kojima Takayuki, chủ tịch phong trào dân chủ hóa châu Á. Ông đã nhắc đến đoạn đường mà ông đã cùng người Việt Nam sát cánh nhau đấu tranh từ thập niên 70, dẫn đến những hỗ trợ các thuyền nhân Việt Nam. Tiếp theo là đại diện ban giám khảo, ông Ngô Văn Viễn, tổng thư ký Hiệp hội Người Việt tại Nhật, đã giới thiệu về các thành viên của ban giám khảo, bao gồm bà Trudy Scholl, dân biểu Canada, bà Libby Liu, giám đốc tổ chức Winston Flower Aid, giáo sư Kojima Takayuki, chủ tịch phong trào dân chủ hóa châu Á, giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động dân chủ, cụ tù nhân lương tâm, và cá nhân ông Ngô Văn Viễn, tổng thư ký Hiệp hội Người Việt tại Nhật. Tất cả 5 thành viên của ban giám khảo đều là những người tích cực trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như cảnh báo về nguy cơ bành trướng của Trung Quốc. Sau đó, ông tuyên bố giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2022 được trao cho nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Tôi xin đại diện ban giám khảo
tuyên bố kết quả tuyển chọn sau khi xem xét hồ sơ các ứng viên người được trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 là nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh. Khách tham dự đã được xem video nói về những hoạt động xã hội dân sự của nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh trong nhiều năm. Ông không những đã tích cực trong việc giúp đỡ người nghèo, lên tiếng cho các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa, mà ông còn rất hăng hái trong các hoạt động như biểu tình chống dự luật đặc khu, như là một cách lên tiếng bảo vệ chủ quyền đất nước, cảnh báo về nguy cơ quốc gia bị Trung Quốc xâm chiếm. Là một thầy giáo, ông Nguyễn Năng Tĩnh luôn tìm cách khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người nơi các học sinh của mình. Hình ảnh ông dạy các học sinh hát bài Trả lại cho dân đã được lan truyền rộng rãi như một tấm gương sáng về một người dân yêu nước, một người thầy muốn nhìn thấy tương lai con em mình được tốt đẹp hơn. Những hành động yêu nước này đúng ra đã được khuyến khích. Thế nhưng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại đã bắt và giáng cho ông bản án oan sai 11 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bà Nguyễn Thị Tình, vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh, trong phần phát biểu tại lễ trao giải đã nói rằng tuy bà và các con nhỏ phải chịu nhiều thiệt thòi bởi việc ông Tĩnh bị bắt và bởi sự đàn áp của nhà cầm quyền, nhưng những việc ông Tĩnh làm là đúng, là phải làm vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Và bà luôn hỗ trợ chồng mình thực hiện lý tưởng cao đẹp này. Dù anh có án bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh cũng là người không có tội. Chỉ có là tội yêu nước, thì tội hy sinh vì người khác. Anh nhớ là một người có tâm, rất là tâm huyết trong mọi việc, sống có lý tưởng đẹp. Và anh luôn luôn hy sinh vì người khác, luôn hy sinh vì cộng đồng. Thậm chí cái sự hy sinh anh luôn luôn đặt lợi ích xã hội, đặt lợi ích cộng đồng, lợi ích chung lên cả lợi ích cá nhân và lên cả hạnh phúc bản thân và hạnh phúc của gia đình. Anh này lại lại là một người cũng muốn luôn luôn muốn cống hiến về tất cả mọi mặt, kể cả kinh tế nữa, cho thế hệ trẻ cũng như cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi mà chồng bị bắt như thế và trước đó cũng bị khủng bố về mọi mặt, về tinh thần như về kinh tế, thì gia đình trước khi mà anh Tĩnh bị bắt thì vẫn luôn luôn chịu thiệt thòi. Và cho đến thời điểm hiện tại anh bị bắt, từ khi anh bị bắt tới giờ thì vợ con ở một mình nơi xa thì cũng có nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên á, thì em vẫn luôn thấy con đường chồng em đã chọn là đúng đắn và phải làm. Cho nên dù có khó khăn gì đi chăng nữa, dù có dài bao lâu đi chăng nữa, thì em cũng mong cũng đồng hành và hỗ trợ chồng hết khả năng của mình. Ngay cả ở trong tù, ông Tĩnh giữ tinh thần bất khuất, không nhận tội và vẫn tiếp tục đấu tranh phản đối việc các quản giáo phân biệt đối xử các tù nhân chính trị. Bà Tình đã cảm ơn các cá nhân cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam và quốc tế đã luôn đồng hành và hỗ trợ ông Tĩnh và gia đình trong suốt thời gian qua. Bà mong tiếp tục có được sự đồng hành này để bà và chồng, cũng như các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm khác tiếp tục cuộc tranh đấu. Tiếp đến, bà Nguyễn Thị Quý và ông Lê Đình Lượng đã gửi lời chúc mừng thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh và kể về sự tương trợ lẫn nhau giữa gia đình các tù nhân lương tâm. Bà cũng cho biết, đã nhiều tháng qua gia đình không được trại giam cho thăm ông Lượng, trong khi tình hình sức khỏe của ông yếu kém, nhiều bệnh mà không được chữa trị. Nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh là một tấm gương của tinh thần miệt mài tranh đấu cho chủ quyền của đất nước, cho nhân quyền và cho quyền tự quyết của dân tộc. Ông xứng đáng được trao tặng Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2022. Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng là một trong những đóng góp cụ thể của Đảng Việt Tân trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng tất cả các nhà hoạt động đang miệt mài tranh đấu cho chủ quyền cũng như cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 còn là ngày quốc tế nhân quyền, là ngày mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ký kết và phổ biến bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào năm 1948 tại Paris. Năm 2018, Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng được trao cho chị Trần Thị Nga,
một nhà hoạt động nhân quyền, năm 2019 giải được trao cho quỹ 50K, một nhóm cứu giúp tù nhân lương tâm. Năm 2020 giải được trao cho anh Phan Kim Khánh, một tù nhân lương tâm, và năm 2021 giải được trao cho Linh Mục Đặng Hữu Nam. Buổi lễ trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2022 tại Tokyo, Nhật Bản được chấm dứt vào lúc 15 giờ sau phần trao đổi với ông Lý Thế Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân, cùng với các quan khách hiện diện.